Một chiếc xe bên cạnh cái lò gạch cũ. Lò gạch cũ thì trường tồn ngày này qua tháng khác vẫn ở đây. Và Kia K165 từ 2017 nhưng vẫn giữ giá, nhưng vẫn được tin dùng trên phố xá Việt Nam. K165 2017. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là xe tải đây. Hôm nay review không phải là một mẫu xe nó quá đẹp, quá hiện đại, một mẫu xe nó quá đắt tiền, nhưng là một mẫu xe chất Kia K165. Thì thực tế đời Kia K165 bắt đầu từ những đầu năm 2015 cho đến là cuối tháng 5 2015 thì là một phiên bản 1 tấn 65. Và bắt đầu từ tháng 6 năm 2015 thì Thaco Trường Hải đã nâng tải lên 2 tấn 4. Và trước mặt chúng ta là một mẫu xe tải đã được nâng tải lên 2 tấn 4. Với mẫu xe này thì bạn có thể làm những gì? Điều đầu tiên đó là về hệ thống treo. Hệ thống treo đằng trước nó là những lá nhíp. Hệ thống treo đằng trước nó là những lá nhíp. Nó phù hợp với những cái công việc chở hàng nặng, đi đèo, leo dốc hoặc chở quá tải nó tốt. Rất nhiều anh em hỏi tôi rằng nên mua máy cơ hay máy điện, nên mua xe cũ hay xe mới. Thì ở đây tôi sẽ phân tích để anh em có lựa chọn nó đúng hơn. Máy điện thì thiết kế của nó phù hợp với những công việc chạy đủ tải, chạy đủ tải. Và còn máy cơ thì nếu anh em mà chở quá tải nhiều thì hoàn toàn là nên lựa chọn máy cơ. Nó sẽ hợp lý hơn, anh em có thể chỉnh mức dầu, tiêu thụ nhiên liệu cho nó hợp lý để mà cõng tải nó tốt hơn. Về nói chi tiết hơn về dòng xe Kia K165 thì nó là một cái dòng xe mà đằng trước nó chạy bằng nhíp, đằng sau nó cũng là các lá nhíp, cộng với lại cabin, nó là cabin lật anh em ạ. Cabin lật cho nên là rất là dễ dàng sửa chữa và nâng cấp cũng như là bảo dưỡng. Cộng với lại một cái điều đặc biệt chỉ riêng Kia K165 2017 mới có thôi, đó là cái giá của nó. Cái lý do tại sao cái đời 2017 với đời 2015, 2016 nó chênh nhau nhiều như vậy. Ví dụ trên thị trường bây giờ Kia K165 đời 2015 và 2016 nó chỉ rơi vào khung khoảng 300 thôi. Nhưng 2017 nó sẽ rơi vào khoảng, có những xe vừa vừa nó tầm phải 330, 340. Đẹp hơn thì 350, và đẹp hơn nữa thì có những cái mức giá. Thậm chí tôi đã từng phát lại những cái chiếc xe mà nó bằng với giá cái thời điểm 2017 là xe mới. Thì đó là dành cho những người yêu cái đẹp rồi, là những người mà có tiềm lực về kinh tế và những người hiểu về xe. Đấy là cái lý do mà người ta sẽ chọn những cái chiếc xe như thế này. Và trước mặt chúng ta là một cái mẫu xe Kia K165 đời 2017. Và đời 2017 thì tôi đã nỗ lực, khi mà tôi về thì bản thân xe này nó chưa có điều hòa và chưa lắp sàn. Thì bản thân tôi về tôi cũng đã nâng cấp cho những chiếc xe của salon là xe tải thì đã có điều hòa rồi. Và sàn thì hiện tại thì sàn nó chưa lót đâu, nhưng mà giá đã bao gồm VAT và giá đã bao gồm lót sàn, xin lỗi, giá đã bao gồm lót sàn cho anh em. Khoan nói về giá, khoan nói về tiền đã, mà chúng ta sẽ nói về tính năng, nói về lợi ích của dòng xe này, bạn sẽ nhận được những gì. Điều đầu tiên khi chọn một cái chiếc xe như thế này, bạn cõng hàng thì bạn phải chọn hàng nó hợp lý, bạn cõng hàng phải chọn hàng nó phù hợp. Tôi thường thấy anh em mua dòng K165 về chạy lợn này, chở trâu bò này, chở xe này, hoặc là chở những cái hàng hóa mà nó cần cái xe nó chịu tải tốt. Với một cái mẫu xe mà tầm 300, hơn 300, 400 triệu quay đầu ấy, để mà chở hàng nếu mà đúng tải nó sẽ chở được 2 tấn 4. Còn nếu mà khả năng chịu tải quá tải nó sẽ chở được khoảng 4 tấn, 5 tấn các anh em ạ. Để mà chịu tải tốt hơn, anh em hoàn toàn có thể nâng cấp những cái lá nhíp, độn thêm những lá nhíp trước và lá nhíp sau để chịu tải nó tốt hơn. Với những mẫu xe như thế này thì ở những cái vùng như vùng xuôi của chúng ta thì chúng ta lên lắp điều hòa để đi giữa cái trời nóng bức oi ả như thế này thì nó sẽ đảm bảo về sức khỏe hơn. Và còn ở trên ví dụ như mạn Hà Giang thì nhiều anh em cũng không cần lắp điều hòa thì trên đấy nó khá là mát rồi. Đấy. Và một chút những kiến thức để chọn một chiếc xe cũ chất lượng, đó là khi anh em xem xét này, tất cả cabin. Cabin thì nếu mà xét về cabin thì chúng ta phải xem từ đầu cho đến cuối và chia làm 3 phần.
Ở đây tôi chỉ cho bạn cách xem nhanh. Đó là thường tôi sẽ đi quanh xe, tôi nhìn này. Một điểm thứ nhất là điểm này này. Điểm này nó là điểm ghép nối giữa cột và những cái máng mưa như thế này. Cái máng mưa này nếu mà nó chưa bị va chạm, chưa đâm đụng thì tất cả mọi thứ keo này nó còn nguyên. Và thứ hai tôi nhìn để ý các mã kính. Đối với những xe đời cao thì không có một cái lý do nào là nó sẽ bị vỡ kính. Nếu nó bị vỡ kính ở một cái nguyên nhân nào khác thì chúng ta sẽ để ý hơn để chúng ta xem. Thực ra cái chuyện vỡ kính thì nó cũng không quan trọng lắm, nhưng chúng ta sẽ để ý hơn xem cái nguyên nhân nào nó dẫn đến vỡ kính. Vỡ kính là do tự nhiên, vỡ kính là do đá nó bắn vào, hay vỡ kính là do đâm đụng thì chúng ta sẽ xác định rõ ràng. Chúng ta nhìn những cái mã kính nó có trùng khớp hay không. Nếu mà những cái đời cao, đời 17 này nó không trùng khớp và kính đã bị thay rồi thì chúng ta xem xét những cái yếu tố khác, xem cột kèo nó có nguyên hay không. Nếu mà xem xét tất cả yếu tố nguyên rồi thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể mua, vẫn có thể lựa chọn. Cái kính nó cũng không quan trọng nhiều mà. Đây, như chiếc xe này thì sơn zin nó còn tương đối nhiều, nó còn trên 90% anh em ạ. Và tất cả đây, chỉ cửa, tôi sẽ vạch chỉ cửa ra. Cộng với lại tôi nhìn này, đối với dòng Kia thì bao giờ nó cũng có những ba cái điểm 1, 2, 3, 3, 2, 1. Đấy, ba điểm này. Đấy, ở bên kia nó cũng có, bên phụ nó cũng có như thế. Thì những chiếc xe chưa bị sô va thì những ba cái điểm, nó gọi là ba cái điểm lõm lõm này, thì nó đinh bấm này, thì nó còn nguyên. Và tất cả những cái, thậm chí tôi chẳng cần phải giật cột ra thì khi mà ba cái điểm này còn nguyên, những cái khớp khít này nó còn nguyên thì đó là những chiếc xe mà chưa bị đâm va. Tất nhiên là khi tôi giật răng ra thì tôi phải xem giật hết. Giật xem từ đầu cho đến cuối, giật từ đây cho đến hết. Không bỏ qua một đoạn nào cả. Nhiều anh em mà mới đi xem xe rất là ẩu, bỏ qua những cái đoạn bên dưới này. Những chiếc xe lướt, đặc biệt là những dòng xe K165-217 này là anh em phải xem thật là kỹ. Và xem kỹ là xem những kỹ đoạn nào. Chúng ta xem những phần đáng xem, ví dụ bậc lên xuống nó còn đẹp thì chiếc xe nó còn tương đối. Anh em nhìn những cái cửa này nó chưa bị tháo thì nó vẫn còn nguyên những cái dấu sơn bảo hành như thế này, thì tức là cửa nó chưa bị tháo. Đấy. Và chủ nhân họ giữ gìn xe. Chiếc xe này thực ra thì nó cũng đi một con số khá đẹp anh ạ, 9 vạn cây. 99.998 km. Tôi nếu mà tôi tí nữa đi khoảng 100 km nữa nhỉ. 100 m nữa thì nó sẽ được một con số khá ấn tượng, khá đẹp. Đấy. Ngày hôm nay thực sự là khá là có duyên với chiếc xe này. À, và một cái điều nữa đây là sẽ kỷ niệm cho anh em cái lúm điều hòa này. Đấy, nhiều anh em hỏi lúm. Đó, ok. Tiếp theo khi chúng ta xem xong tất cả phần đinh bấm ở cabin, chúng ta xem đến phần cabo. Phần cabo là phần khá là quan trọng, tại vì là khi chúng ta xem cabo thì chúng ta sẽ biết được xe nó có chất lượng hay không, xe có đâm va hay không. Nếu mà xe chưa bị đâm va, tất cả những phần gân ở phía bên dưới phần cabo nó còn nguyên, và tất cả những cái phần răng như thế này nó chưa bị xô va, nó chưa bị han gì, nó chưa bị đâm va, thì đó là những chiếc xe mà nó chưa bị đâm đụng. Khi chúng ta xem cơ bản về thực tế như vậy rồi, nhưng tôi chia sẻ thêm nữa là khi anh em mà xem ảnh qua mạng ấy thì anh em để ý những ví dụ đời 2017 thì có chữ Thaco Fantia. Đối với những chiếc xe bị mất chữ như này, một là họ đã sơn lại, hai là nó bị va chạm đâm đụng thì cho nó mới mất chữ. Thì anh em cũng làm một cách mà để ý, để hỏi cái người bán cho bạn tả nó đúng hơn, để bạn đi xa đỡ mất công, xem xe đỡ mất công anh em nhé. Tiếp theo nữa là phần thùng. Phần thùng là như thế nào là đẹp. Một phần thùng đó là thùng ba vách nguyên bản. Đấy, ba vách nguyên bản và đinh bấm chạy từ đầu cho đến cuối. Và tất cả những cái diềm này bạn sờ tay vào nó không bị mọt mẹt, thì đó là một chiếc nguyên bản. Đó. Tiếp theo nữa là phần sàn sóng. Anh em ngó xuống bên dưới thì phần sàn sóng hiện tại chiếc xe chưa lót sàn, nhưng bạn hoàn toàn là không thấy một cái vết võng, không thấy một cái vết hà rồ, hoặc là không thấy một cái vết mục mọt nào. Thì thực sự bạn phải biết được rằng người chủ nhân trước thì họ cũng cẩn thận và kỹ tính như thế nào. Đi 9 vạn thì cũng không phải là ít, nhưng mà phải đánh giá cái ông chủ này là một ông chủ mà khá cẩn thận kỹ tính, ngày nào cũng rửa ráy cho nên là chiếc xe mới sạch đẹp được như thế này. Còn tôi nói với bạn, kể cả đi 5 vạn hay kể cả đi 3 vạn thôi, nhưng mà một người mà chở lợn hoặc là chở hàng hóa, gà qué các thứ mà 1, 2 ngày, 3 ngày không rửa thì cái sàn nó không bao giờ nó giữ được cái độ nguyên bản mà nó đẹp như này. Thậm chí là đi một cái thời gian nào đó rất ít thôi, nhưng mà quăng quần mới khúc cây là đó thì nó cũng bị lõm xuống. Thì đấy là cái mình thể hiện cái tính con người, giữ xe hay không, yêu xe hay không. Yêu xe như con và quý xăng như máu.
Và tiếp theo nữa là cái phần động cơ. Khi chúng ta xem hết phần cabin rồi, đến phần thùng rồi thì chúng ta xem động cơ. Động cơ như thế nào là đẹp? Thì động cơ khi chúng ta lật cabin lên thì nó khá là nhẹ đối với những xe lướt như này. Và anh em có thể ý ở phần bơm có áp, bạn nhìn thấy hoàn toàn những cái phần vệt sơn bảo hành nó còn nguyên. Nó còn nguyên. Và tất cả những phần cảm biến đây, những phần đấy, những con ốc nó còn vàng ươm như thế này. Thì đó là một chiếc xe đẹp. Nguyên bản của nó thì nó sẽ có 7 lá nhíp trước và 7 lá nhíp sau. 7 lá nhíp trước và 7 lá nhíp sau, đấy là nhíp nguyên bản. Đấy. Còn đây là điều hòa dàn nóng thì tôi vừa lắp. Đấy, tất cả lốc là lốc bãi. Điều hòa thì đảm bảo bảo hành 1 năm cho anh em sử dụng. Nếu anh em quan trọng là có hỏi là có điều hòa hãng hay không, xin thưa là có những chiếc xe mà tôi mua được điều hòa hãng, nhưng có những chiếc xe người ta chưa lắp điều hòa về, tôi cũng đầu tư lắp điều hòa cho anh em. Điều hòa bảo hành 1 năm mát sốt rét luôn cho anh em lốc bãi. Đấy. Và giá thì nó đã bao cả điều hòa và cả tất cả rồi, anh em hoàn toàn là yên tâm về chỉ việc sử dụng thôi. Đó. Ok, và bây giờ chúng ta xem phần nội thất và lái thử. Ở cái thời tiết vừa mới mưa xong thì khá nhiều những cái con, nó không biết là con gì nó đốt, hơi ngứa một chút. Nhưng mà có lẽ rằng với cái điều hòa như này tôi sẽ lên thử nghiệm xem, bật điều hòa xem nó có mát hay không và nó có hết ngứa hay không các bạn nhé. Thực tế cái thời tiết này thì nó khá là nhạy cảm. Thì bây giờ thì tôi sẽ trải nghiệm thử chiếc xe này. Ngày hôm nay là có ý tưởng đó là đi quay tại cái lò gạch cũ để mà nó có, tôi thấy một cái sự liên quan không hề nhẹ đối với chiếc K165 này. Tôi không biết là có liên quan nhiều hay không đấy, nhưng mà tôi có thấy sự liên quan. Bật điều hòa thôi đấy. Bật điều hòa này đấy. Nhiều anh em thắc mắc bảo là điều hòa tại sao không có AC. Điều hòa ngoài chẳng bao giờ có chữ AC và nó chế sang nút này nhá. Đó, khung cảnh ở đây thì khá hữu tình. Và mình có mở thêm một kênh TikTok. Trên kênh TikTok đó là những cái video, những cái bí mật nghề nghiệp mà mình đã chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Trong vòng 30 giây đến 1 phút thì bạn hoàn toàn có thể học được những cái bí quyết, kỹ năng xem xe, chọn xe ưng ý. Thì bạn hoàn toàn có thể tải cái ứng dụng TikTok trên CS Play hoặc App Store về. Thì mình sẽ hỗ trợ tất cả quý vị và các bạn 24/24 giờ. Đó. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều tìm kiếm đặt xe tải trên TikTok bạn nhé. Theo dõi, follow kênh của mình nhé. Đó. Cảm ơn bạn. Và khi bật điều hòa tôi đang ngồi ở trên xe, các bạn có thể thấy này. Các bạn có thể thấy này, vừa lấy đi quay này, đấy. Nó nổi cục lên luôn, nhưng mà bây giờ bật điều hòa này. Nó lặn đi rồi đấy. Da mình nó rất là nhạy cảm luôn. Đấy, nhưng mà vào xe phát với điều hòa, trong xe có muỗi này anh em này. Có muỗi này. Ê, chết ngay, đúng không? Mặn luôn. Đấy, đây là lợi ích của điều hòa. Đó là chưa dự ứng rất là tốt. Đó. Và trên đường thì chúng ta đang trải nghiệm với một cung đường nó khá là sốc. Anh em có thể đi nhanh một chút, về rửa sau. Anh tài xế anh mang sót xe vừa rửa xong đi review luôn. Nhưng mà gặp cái đường nó hơi xấu. Đấy. Đây là anh Hàn xế đẹp, đã có vợ rồi anh em nhá. Đấy, rất đẹp trai, có vợ rồi. Em này là em gì đây? Em của Đông Ben đấy. Con đấy em của Đông Ben mà. Đấy. Khi đi chưa có tải thì thực sự cái dòng xe chạy nhíp này nó có một yếu điểm, đó là hơi tròng trành, hơi sốc so với dòng K2007. Tuy nhiên là đi tầm 2 tấn, 3 tấn thì thực sự nó không sốc đâu. Và cảm tưởng như là tôi đi những cái dòng K3000, K165 như thế này ấy, nó còn thoáng hơn những cái dòng K250. Thực sự đi K250 lần trước đi nó sốc lắm. Đi ba người, tôi với lại ông Bình với lại ông Sĩ đi. Đấy, Bình Tí Hon. Đấy. Để đi Sĩ với ông Sĩ gầy đi. Đấy, thì thực sự là nó hơi bí bách một tí. Hôm trước đi ship về Quảng Ninh cũng vậy. Thì đó. Và địa chỉ nhà mình ở số nhà 77 phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên nhá. Đấy anh em nhìn này. Nặn hết luôn.
nặn hết luôn. Đấy, phê luôn, không có điều hòa thực sự là nguy hiểm đấy. Và cảm ơn anh em, chúc anh em là vạn dặm bình an và tự tin, tự mình tự chọn được những chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em trên những chuyến đường dài và tại salon của Đạt Xe Tải. Bye bye.